Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày 23 tháng 8 2024. Thì em lại tiếp tục giới thiệu đèn cho anh em. Thì tuy là chúng ta bổ sung đèn mới vô cái bộ sưu tập trong cái kênh mình, nhưng mà mấy cái đèn cũ mình vẫn bán nha mọi người. Ví dụ như đèn chống lóa rồi này kia đó, và đèn của JD loại 1, loại thân nhôm thân nhựa, đèn của MK, hoặc là đèn đặc biệt là đèn của Blue Carbon. Tất cả các mã của Blue Carbon đều còn bán nha mọi người. Nhiều khi anh em tưởng đâu là mình chuyển qua mình bán đèn này rồi không bán mấy đèn kia. Mình vẫn song song bán tất cả các loại đèn mà mình quảng cáo trên kênh ha. Cái này là thêm một thương hiệu mới, nhưng thương hiệu cũ thì vẫn duy trì nha anh em. Thì bây giờ thì giới thiệu với mọi người là cái đèn là 100W của Oriana. Thì nói tới đây thì sẽ có anh em nghĩ là cái này hôm bữa mình quay video rồi, bữa nay là quay nữa làm gì. Thì cái mà hôm bữa mình quay video rồi á là cái thân nhựa 100W thân nhựa nha. Còn cái này á là 100W thân nhôm. Thì bây giờ cái 100W thân nhựa thì nó giống như vậy lắm. Hôm bữa giờ từ khi mình quay video cách nay cũng được cả tuần rồi. Mình cũng bán đâu được đó, câu đó khoảng mười mấy cái rồi. Thì đó là thân nhựa. Giá 630k bao ship. Cấu hình rất là giống cái này nhưng mà nó là thân nhựa. Còn cái này thì là thân nhôm nha anh em. Giá bán thì mắc hơn 100 ngàn. Đó, mình nói giá trước luôn nha. Đây mặt sau của nó thân nhôm nè, anh em thấy không? Thì thân nhựa hay thân nhôm là tùy vào mọi người thôi. Chứ không phải là nhôm sẽ ngon hơn nhựa, không phải đâu. Đó, thì hiển nhiên là nhôm là phải ngon hơn nhựa rồi. Nhưng mà nó quá ngon hơn thì không phải đâu. Đó, ví dụ như anh em nhựa mà anh em lắp trong nhà thì nó cũng giống như nhôm thôi. Lắp trong nhà thì nhôm hay nhựa cũng thế thôi. Thấy không? Đó, hoặc là chúng ta dự định xài lâu năm thì chúng ta nên chọn thân nhôm, tại thân nhôm thì nó bền lâu năm. Và đặc biệt lắp ngoài trời, lắp ngoài trời thì anh em có thể chọn thân nhôm thì nó ưu việt hơn cái thân nhựa. Tuy nhiên thân nhựa chúng ta lắp ngoài trời vẫn được nha. Đó, thì cũng còn tùy vào anh em nữa, chứ còn mà thân nhôm nhựa đều có thể sử dụng cho mục đích trong nhà ngoài trời. Thì đó là cái khác nhau về hai cái loại đèn Oriana 100W ha. Thân nhựa là 630 bao ship, thân nhôm là 730 bao ship. Và hôm nay cũng có gói mấy cái thân nhựa gói chưa? Có rồi phải không? Hôm nay cũng bán được mấy cái thân nhựa đó. Còn thân nhôm thì bữa nay mới quảng cáo cho nên là trước giờ chưa bán được cái nào. Bữa nay bắt đầu quảng cáo, hy vọng là ngày mai anh em sẽ mua. Thì bây giờ mình sơ lược lại về cấu hình. Đây cái thùng của nó đẹp này. Nè, thùng đẹp này. Thấy không? Ánh sáng của nó phủ là 700 lumen nha, 700 lumen. Cả nhôm và nhựa đều 700 lumen hết. Đó, tại vì ánh sáng nó giống nhau, cấu hình giống nhau, chỉ khác nhau cái thân thôi. Rồi tấm pin này. Đó, tấm pin của cái thân nhôm này là 15W. 15W nha. Đó. Mono nha anh em. Chiều dài là 3 tấc 9. Chiều ngang là 2 tấc 3. 2 tấc 3 ha. Nhôm cho 3 tấc 9. Đó. Đó là tấm pin. Còn cái đèn, chiều ngang là 2 tấc, chiều dài là 2 tấc 6 ha. 2 tấc nhân cho 2 tấc 6. Rồi thì nói về cấu hình thì nó như vậy. Tấm pin là 15W, bộ pin lưu trữ là 12A, và ở đây chúng ta có 48 con led 5054 được sản xuất tại Mỹ ha. Được sản xuất bởi một công ty, để mốt mình viết lại công ty đó mà không thấy đọc cũng khó. Công ty của Mỹ sản xuất nha anh em. 5054 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, 8 ha. 48 con led nha. 5054 led xịn sò. Mỗi một con led là trang bị gương cầu lòi nha, cầu lòi. Thì ở đây dây nè, từ tấm pin qua đèn là nó ngắn vậy nè. Nếu lắp ngoài trời thì chỉ cần dây là xong. Còn ở đây chúng ta đang lắp ở trong nhà thì tấm pin ở ngoài trời, còn đèn ở trong nhà. Vậy thì chúng ta sẽ sao độ thêm một khúc dây này. Khúc dây này là người ta tặng kèm theo sản phẩm luôn nha, không cần phải mua đâu nha anh em, không cần phải mua đâu. Nó tặng luôn chúng ta luôn. Vừa cái này thì mình nghĩ đâu đó chắc cũng khoảng hơn 5m á. Đó, 5m hoặc là hơn 5m nè, khúc này nè với lại khúc này, đâu đó mình nghĩ là 5m đi. Đó thì sản phẩm từ đây qua đây ha. Đấy, 730.000 bao ship. Anh em đến tận nhà thì chắc là 700.000 thôi, bỏ cái 30 đi ha. 30 đó là phí ship đó anh em. Đến tận nhà thì 700 thôi. Remote của nó là đầy đủ các chức năng nè. Còn bịch ốc nè. Đó, pin nè.
đầy đủ ha. Các bạn, các anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ bên mình để sở hữu con đèn này ha, Oriana nha anh em. Oriana thì cái độ mà chất lừ của Oriana thì như anh em biết rồi. Ủa cái này là dây dành cho ai? À, ông Thành hả? Thôi bấm MC4 đầu đi, kiểu như áo ấm tặng ông đi, tại ông đi lắp cho người ta, bấm cho ông đầu cái kìm bấm MC4 trong vỏ, trong vỏ hoặc trong thùng. Còn chắc mấy ông này biết bấm hết, bỏ ra ngoài cũng được, bỏ ra bốn ngoài cũng được, mấy ông thợ đi lắp. Đây mình đang soạn đồ nè, đang tiến hành soạn đồ cho mấy anh mấy chú lấy hàng, nhưng mà không có đến nhà lấy, ngồi tại chỗ lấy rồi tụi mình cho xe chở đến, hoặc là tụi mình tự chở đến ha, mình soạn sẵn đồ đặng mai chở đó. Thì đây đồ đạc ha. Thì thôi bây giờ trở lại với con đèn này, trở lại với con đèn này 730k bao ship. Bây giờ em rút cái này ra nè, rút ra đó. Thì nó sẽ không có báo sạc nữa, hồi nãy thì nó sạc ha, rút ra nó không sạc nữa. Giờ chúng ta sẽ độ sáng này, đấy, độ sáng rất là đảm bảo nha mọi người. Thì được mấy anh em mà đã xài đèn Oriana rồi á, mấy ảnh comment và góp ý rất là chân tình. Nói chung là mấy ảnh cũng rất là yêu thích loại đèn này, và mấy ảnh cũng comment nói là loại đèn này là một trong những loại đèn xịn sò, chất lượng ha, xịn sò, chứ không phải là hàng trôi nổi này kia nha. Được sản xuất và lắp ráp ở Trung Quốc, người ta chỉ vận chuyển qua Việt Nam thôi, chứ không phải lắp ráp ở Việt Nam đâu anh em. Xịn sò nha, sáng trưng ha. 100W Oriana thân nhôm, còn thân nhựa thì lúc trước mình quảng cáo rồi, tuần trước quảng cáo rồi, và anh em cũng đã mua hàng rồi. Bữa nay quảng cáo thân nhôm thôi. Đấy. Rồi các bạn, các anh em nào mà yêu thích thì xuống tiền nha. Ở liên hệ mình, nhắn qua Zalo 0948 932 417. Mình bán đèn thì nói chung là những cái đèn này là sáng đàng hoàng, chứ không có vụ mờ không thấy đường đi đâu nha anh em, không bao giờ có đâu. Hàng xài được, sáng đàng hoàng. Mình di chuyển chỗ này chỗ kia cho mọi người xem. Đấy, di chuyển tới lui cho anh em xem những lô đèn. Đó. Rồi thì đến đây chắc mình kết thúc video ha. Anh em nào mua hàng thì hãy liên hệ qua Zalo ha, 0948 932 417. Rồi xin chào anh em nha, hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.